Tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 5 giai đoạn 2020-2025, tham dự có 270 cá nhân và 30 tập thể ưu tú trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước. Những năm qua hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị đã không ngừng nỗ lực vươn lên và đạt nhiều thành tựu quan trọng tốc độ tăng tổng sản phẩm trong tỉnh GRDP bình quân giai đoạn 2015-2020 đạt 7,21%, tăng 1,21% so với nhiệm kỳ trước và cao hơn bình quân chung của cả nước. GRDP bình quân đầu người của tỉnh đạt 53 triệu đồng mỗi người mỗi năm. Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh 5 năm 2016-2020 đạt hơn 13.400 tỷ đồng. Đại hội cũng đã biểu dương các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Trị.